Thiên can địa chi là gì? Theo sách Ngũ hành đại nghĩa, can là cách gọi tên ngày, còn chi là cách gọi tên tháng. Có 10 thiên can hay còn gọi thập can là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Có 12 địa chi hay còn gọi là thập nhị địa chi là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Dựa trên sự nhận thức về chu kỳ tuần hoàn của mặt trời và mặt trăng, người ta xây dựng lên 10 thiên can và 12 địa chi, lấy mặt trời và trời làm dương, lấy mặt trăng và đất làm âm. Do đó, 10 thiên can phối với trời, 12 thiên can phối với đất tạo nên tên gọi thiên can và địa chi. Ý nghĩa của 10 thiên can. Trong sách Quần Thư Thảo Dị miêu tả 10 thiên can đại diện cho chu kỳ tuần hoàn của mặt trời và tác động trực tiếp đến sự sinh trưởng của vạn vật như sau. Giáp, nghĩa là mở, chỉ vạn vật có dấu hiệu mở tách ra. Ất, nghĩa là kéo, chỉ vạn vật được kéo lên, thúc đẩy và kích thích. Bính, nghĩa là đột nhiên, chỉ vạn vật bất ngờ lộ ra. Đinh, nghĩa là mạnh, chỉ vạn vật phát triển mạnh mẽ lên. Mậu, nghĩa là rậm rạp, chỉ vạn vật bắt đầu sum suê. Kỷ, nghĩa là ghi nhớ, chỉ vạn vật đã thành hình để có thể phân biệt. Canh, nghĩa là chắc lại, chỉ vạn vật bắt đầu có quả. Tân, nghĩa là mới, chỉ vạn vật có sự thu hoạch. Nhâm, nghĩa là gánh vác, chỉ dương khí nuôi dưỡng cho vạn vật. Quý, nghĩa là đo được, chỉ vạn vật đã bắt đầu đo lường được. Dậu, nghĩa là già, chỉ vạn vật đã thành thục, già dặn. Tuất, nghĩa là diệt, chỉ vạn vật đều suy diệt. Hợi, nghĩa là hạt, chỉ vạn vật trở thành hạt cứng.